Cũng không nghĩ là ekip gần 100 người đã có thể hoàn thành được 4 ngày ghi hình với 22 tiết mục, kỷ lục là một hôm. Chương trình đã đóng máy vào lúc 3 giờ sáng. Đây là hội tụ của những cái thành phần ưu tú nhất của VTV, từ quay phim đến đạo diễn, rồi đến biên tập, rồi đến đạo diễn sân khấu. Đây là cái hình ảnh mà có thể là khán giả ít thấy ở mình, nhưng lại là cái thứ mà mình yêu nhất ở bản thân khi mà gắn bó với công việc truyền hình. Cho nên là mình cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể đóng góp được một cái phần rất là nhỏ trong một cái chương trình lớn như vậy. Đã tham gia rất là nhiều năm với Chào, hơn 10 năm, 10 cái Chào rồi, xong bây giờ là chuyển sang Khoa Dân Ca thì mình đã như là một cái phần của cái gia đình lớn. Riêng về phần sân khấu thì thực sự là tôi rất là muốn đưa văn hóa Việt Nam vào tất cả mọi thứ chương trình. Chúng tôi nghĩ ra những cái hình thức sân khấu khác nhau, ví dụ như là thiết kế sân khấu, đạo cụ, vũ đạo và xiếc chẳng hạn. Cũng không nghĩ là ekip gần 100 người đã có thể hoàn thành được 4 ngày ghi hình với 22 tiết mục. Tụi mình đã làm việc rất là chăm chỉ và cật lực từ 6 giờ sáng cho tới quá 0 giờ và kỷ lục là một hôm, chương trình đã đóng máy vào lúc 3 giờ sáng. Tôi rất là biết ơn và cảm ơn những cái người mà đằng sau sân khấu, âm thầm và đằng sau những cái công tác này vì nó rất là nặng nhọc. Kỳ vọng của VTV là đây là một trong những chương trình trọng tâm trọng điểm của năm và hy vọng là đây là một trong những chương trình top đầu của Việt Nam.